Kính thưa quý vị, ra mắt phim The Heart of the Sea tại châu Âu, tức từ London, Anh Quốc. Những ngôi sao của phim In the Heart of the Sea, tạm dịch là Trong lòng đại dương, đã hiện diện trên tấm thảm màu xanh da trời tại buổi lễ ra mắt phim này tại London. Được đạo diễn bởi Ron Howard, bản phim viết dựa trên quyển sách của Nathaniel Philbrick với cùng một tựa đề kể về thảm họa lịch sử có thật xảy ra vào năm 1820 khi tàu đánh cá Essex đến từ New England bị tấn công bởi một con cá voi có kích thước khổng lồ. Nội dung phim tập trung vào hậu quả đau lòng. Nội dung phim tập trung vào hậu quả đau lòng sau sự việc khi những người sống sót trên tàu bị trôi dạt giữa đại dương và phải làm những điều không tưởng để sống sót. Cả đoàn thủy thủ chống chọi với cơn bão, sự đói khát, nỗi sợ và tuyệt vọng. Hemsworth, nổi tiếng khi đóng vai thần sấm Thor, từng cho đăng tải trước đó một tấm hình hốc hác, lôi thôi và gần như khác hẳn hình ảnh thần sấm Thor vạm vỡ thường thấy. Anh đã bị buộc phải giảm cân để hoàn thành vai diễn thợ săn cá voi Owen Chase trong phim này. Hemsworth chia sẻ rằng mọi người trong đoạn phim tưởng như phát điên, ngày nào cũng đứng lên cân. Cảm giác như cả đoàn phim là những siêu mẫu cố gắng giảm cân cho một chương trình đặc biệt nào đó. Phim còn có phần góp mặt của Tom Holland và Benjamin Walker. In the Heart of the Sea được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 12.